Bây giờ là set thứ 3 của trận công đài thứ 2 lô đài kỳ 55. Hai set đầu thì quý trung đoàn đã dẫn trước tỷ số 2-0. Một không. Hay lắm em ơi. Ba trăm rồi. Hai trăm rồi. Đi luôn đó. Đi trước là đi luôn. Đây. Nó nặng rồi mà. Nó là nặng chắc luôn. Thôi trận này đừng bắt nữa. Mất chất tự quá. Anh thì im lìm thôi mà anh thì mình lá luôn ốc giòn. Chà. Mất chất tự. Nghiêm cấm mọi hành thức cá độ với cả cao anh Phú. Cao anh Phú. Năm bốn. Rồi, năm đều. Năm sáu. Hay lắm em. Hết sâu vô Thank you.
ngày tập nữa. Bây giờ có ai thêm sĩ không? Có ai thêm sĩ ra em bắt bàn nữa. Ai thêm sĩ không? Chưa từ từ để hỏi ý kiến nó. Đâu phải hỏi ý kiến Quang đó. Hỏi Quang. Và 11-6. Như vậy xét thứ tư 3 sau 3 xét thì đây là công đoàn chúng ta đã dẫn trước ở tỷ số 3-0.